Xin chào quý vị và các bạn, thì hiện là buổi sáng ngày 12 tháng 2 năm 2021 và trên màn ảnh quý vị đã theo dõi là một bộ sản phẩm bộ bàn ghế phòng khách bộ mình quốc voi hàng cột 12/14 bằng chất liệu là gỗ hương đá Lam Phi. Và một bộ sản phẩm gồm có 6 món, đó là một chiếc đoạn dài, hai chiếc ghế đơn, một bàn lớn, một đôn kẹp đầu bàn và cuối cùng là một chiếc đôn ngồi. Và sản phẩm này thì cơ sở của tôi hoàn thiện cho gia đình nhà anh Nguyễn Tuấn Minh, anh đến từ 33 phố Đốc Ngữ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Và toàn bộ các phần cảnh đục trên sản phẩm thì được đục chạm thủ công mỹ nghệ kênh bong cách điệu bằng te. Thì trước kia anh Tuấn Minh có mua bên cơ sở của tôi một cây đồng hồ tứ trụ kiểu Pháp bằng chất liệu là gỗ hương đá Lam Phi và kèm theo đó là một chiếc tủ rượu góc hàng siêu vip cực te cũng được làm đồng chất liệu là gỗ hương đá Lam Phi. Và trong dịp cuối năm 2021 thì anh Tuấn Minh có đặt bên cơ sở của tôi là một bộ bàn ghế phong cách bộ Minh Quốc Voi hàng cột 12/14 và sản phẩm này thì đã được cơ sở của tôi là cách tân rất là đẹp quý vị nhé, cách tân rất là đẹp và hàng là hàng tay liền nguyên con, tay liền nguyên con, cột 12/14 quý vị nhé. Và thông tin chi tiết về sản phẩm nếu khách hàng nào quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu hoặc là muốn tham khảo thì có thể dành ra một vài phút đồng hồ để cùng cơ sở của tôi đi vào đường nét chính trên sản phẩm và sau đó thì cơ sở của tôi sẽ tiến hành công bố báo giá công khai để khách hàng có thể tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng. Và sản phẩm của anh thì cơ sở của tôi là hoàn thiện phủ sơn bêu màu trần giữ nguyên màu vân gỗ tự nhiên quý vị nhé, phun màu trần giữ nguyên màu vân gỗ tự nhiên và hoàn thiện trên nền sơn O7 và toàn bộ trương thì cơ sở của tôi làm là trương liền và được đục tay rất là kỹ vậy nhá, đục tay rất là kỹ. Và chiếc đoạn dài thì cơ sở của tôi làm với kích thước chiều dài là 2m17, nó 2m17, sâu là 75 và cao từ đất lên đỉnh trương là 1m3 quý vị nhá. Trương liền nguyên một khối đục tay và sản phẩm này thì cơ sở của tôi đã đục rất là sâu, nó đục rất là sâu quý vị nhá và hoàn thiện rất là kỹ. Và bản trương là bản 27 phân quý vị nhá, bản rộng 27 phân và trương thì cơ sở của tôi làm với độ dày là trương là dày là 14 phân quý vị nhá, nó dày 14 phân, nó có độ dày cũng như là bản rộng ngang với bộ cột 14 quý vị nhá. Đó, hàng cột 12/14 như cơ sở của tôi đã lắp trương của bộ 14 quý vị nhá, trương được đục te và hoàn thiện rất là kỹ và hoàn thiện màu trần giữ nguyên màu vân gỗ tự nhiên. Và tiếp đến là phần vách tựa lưng thì cơ sở của tôi làm vách tựa lưng là vách tựa lưng liền nguyên một tấm đó. Và riêng phần vách tựa chính thì có bản rộng là 64 phân, đó 64 phân và đục rơi ngậm đồng tiền cũng như là hai bên có đục tượng kim tiền đó. Và sản phẩm được hoàn thiện rất là kỹ với độ dày là 5 phần cưa quý vị nhé, 5 phần cưa. Và sau khi hoàn thiện xong thì cơ sở tôi ước tính nó khoảng rơi vào 4/7, 4/8, hoàn thiện rất là kỹ. Và bên diềm thì cơ sở tôi là đục sen dẹo quý vị nhé, đục sen dẹo rất là đẹp và đây cũng là cái mẫu mới nhất trên thị trường và cơ sở tôi đã cách tân cũng như là cải tiến rất là nhiều trên cái bộ sản phẩm này quý vị nhé. Nó cách tân rất là nhiều các chi tiết đục chạm và dàn chống là dàn chống liền, nó chống liền, cột là cột 12 quý vị nhé. Và vân veo thì cơ sở tôi đã lựa vân cho khách hàng rất là đẹp quý vị nhé, vân thì được lựa rất là đẹp và toàn bộ cột là cột không tâm không tim, đó, toàn bộ cột là cột 12 quý vị nhé, cột 12 trương liền, nó trương liền và đoạn có kích thước chiều dài là 2m17, sâu là 75 và tính trên khuôn tranh là 2m07 quý vị nhé. Tính trên khuôn tranh là 2m07, sâu là 64. Ván mặt là liền tấm dày đậu 2 phân. Đó. Ván mặt là liền tấm dày đậu 2 phân. Rất là dày quý vị nhé. Và vân veo thì lựa cho khách hàng nó rất là tuyệt vời. Đó, rất là đẹp và hoàn thiện. Bóng mờ sơn O7. Đó, bóng mờ sơn O7. Và khuôn tranh và yếm vẫn là được vén cong. Đó, khuôn tranh và yếm vẫn được vén cong. Và hàng là 3 tầng cổ chỉ quý vị nhé. 3 tầng cổ chỉ và 1 tầng chẹt sen dẹo. Và chúng tôi là vén yếm này. Yếm có độ dày là 4 phân quý vị nhé. Yếm vén rất là cong, rất là dẻo và đục là rơi ngậm đồng tiền, đó. Rơi ngậm đồng tiền cũng như là hai bên là sâu tiền vị nhá. Đó, khuôn tranh và yếm là dày 4 phân, ván mặt là liền tấm dày đậu 2 phân và chọn vân rất là đẹp vị nhá. Và đặc biệt là cái phản te của chúng tôi làm là te liền nguyên một con. Đó, te liền nguyên một con. Và đục chạm thủ công mỹ nghệ bằng te và hoàn thiện rất là kỹ càng. Đó, hoàn thiện rất là kỹ càng. Và tiếp đến là hai chiếc ghế đơn thì cơ sở tôi làm đồng kích thước chiều ngang là 97, sâu là 75 và cao vẫn là 1m3 quý vị nhá. Đó, hai chiếc ghế đơn có đồng kích thước. Chiều ngang là 97 phân và sâu là 75 và cao từ đất lên đỉnh trương là cao 1m3. Trương liền đục te và là trương của bộ 14 quý vị nhá. Trương của bộ 14 và sản phẩm thì được cơ sở tôi đã đục chạm cực kỳ tinh xảo. Đục chạm rất là tinh xảo và hoàn thiện kỹ phủ sơn màu trần, giữ nguyên màu vân gỗ tự nhiên. Và với những cái sản phẩm phủ sơn màu trần thì chúng tôi đã lựa gỗ rất là đều quý vị nhá. Lựa gỗ rất là đều và vân gỗ thì rất là đẹp đó.
Ván mặt vẫn là liền tấm dày đậu 2 phân, te tì là nguyên con đó. Te tì nguyên con đó. Và quý vị thể chiêm ngưỡng được cái sản phẩm của chúng tôi là đục chạm rất là tinh xảo và hoàn thiện kỹ đó. Và chúng tôi sẽ giữ máy que để khách hàng thể chiêm ngưỡng được cái sản phẩm của chúng tôi đó. Và chúng tôi làm cái bộ sản phẩm này cho gia đình anh Tuấn Minh, anh đến từ 33 Phú Đức Ngữ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Và chân là bản chân 14 quý vị nhé, chân là chân 14 đó, yếm liền dày 4 phân đó, yếm liền dày 4 phân và 3 từng cổ chỉ, 1 từng chặt xem dẹo. Khuôn tranh vẫn là 4 phân quý vị nhé, họ khuôn tranh được vén cong. Và toàn bộ các cái chi tiết trên sản phẩm thì được cơ sở tôi là vén cong rất là dẻo đó, rất là dẻo quý vị nhé, bằng chất liệu gỗ hương đá Nam Phi, hoàn thiện sơn pil màu trần, giữ nguyên màu vân gỗ tự nhiên. Và tiếp đến là chiếc bàn lớn có kích thước là 81 nhân chiều dài là 1m55. Đó, 81 nhân 1m55. Tích mặt bàn thì cơ sở tôi là đục tích là sơn thủy hữu tình. Đó, sơn thủy hữu tình. Và tích đục cực kỳ là sâu vậy nhá. Đục rất là sâu và hoàn thiện, cực kỳ tích, cực kỳ là sắc nét. Đó, rất là tỉ mỉ trên cái bộ sản phẩm. Bộ bàn ghế phòng khách, bộ Minh Quốc Voi hàng cột 12 chân 14 vậy nhá. Và ván mặt bàn vẫn là ván liền một tấm dày đậu 2 phân, đục tích sơn thủy. Đó, sơn thủy hữu tinh. Toàn bộ thì được cơ sở của tôi là đục máy và sửa te rất là kỹ. Đó, đục máy và sửa te rất là kỹ càng. Và ngoài những cái bộ sản phẩm Minh Quốc Voi hàng cột 12 chân 14 ra thì khách hàng có thể tham khảo thêm những sản phẩm bộ hàng cột 14 chân 14, cột 16 chân 16 quý vị nhé. Và những cái bộ sản phẩm hàng 8 món, 10 món, 12 món. Và chúng tôi làm với đa dạng mẫu mã cũng như là chủng loại gỗ. Và khách hàng có thể đặt bằng chất liệu như là gỗ cỏ đỏ và mun đơn công. Đó, ngoài chất liệu gỗ hương đá ra thì cơ sở tôi còn sản xuất trên chất liệu như là gỗ hương đỏ, hương đá, mun đơn công và một số sản phẩm bằng chất liệu gỗ cỏ đỏ Nam Phi. Và tổng quan mặt sau để khách hàng có thể tham khảo mức độ chọn gỗ chọn vân. Đó, sản phẩm thì được cơ sở tôi là hoàn thiện sơn bêu màu trần, giữ nguyên màu vân gỗ tự nhiên. Và giá thành cho một bộ sản phẩm Minh Quốc Voi hàng cột 12 chân 14, hàng đục te kỹ, tinh xảo. Và cơ sở tôi đã cách tân rất là nhiều các chi tiết. Thì hiện cơ sở tôi đang chào bán cho gia đình anh Tuấn Minh với giá là 70 triệu đồng quý vị nhé. Và chúng tôi có hỗ trợ với khách là từ 30 cho đến 50 km đầu tiên trong quá trình vận chuyển giao hàng. Và bàn hộp là có 2 ngăn kéo quý vị nhé. Bàn hộp là có 2 ngăn kéo để kéo ra kéo vào. Và khuôn tranh và yếm vẫn là được vén cong tứ diện dày 4 phân. Và yếm là đục rơi ngậm đồng tiền cũng như là hai bên là sâu tiền quý vị nhé. Đó, hai bên là sâu tiền. Và toàn bộ các phần vách quây thì cơ sở tôi cũng vén rất là cong, rất là dẻo quý vị nhá. Đó, bàn rất là khủng. Đó, bàn rất là khủng với chiều cao từ đất lên mặt bàn nó rơi vào tầm 64 phân. Đó, 64 phân. Và cao từ đất lên mặt ngồi nó rơi vào 47 phân quý vị nhá. 47 phân. Và toàn bộ ván mặt là dày đậu 2 phân. Đó, dày đậu 2 phân. Và cuối cùng là hai chiếc đôn. Và chiếc đôn kẹp thì cơ sở tôi làm với kích thước là 45 x 55 và khuôn tranh được vén cong tứ diện quý vị nhé. Đó, vén rất là cong. Đó. Và toàn bộ các cái phần chuồng bên dưới cũng được làm rất là cong quý vị nhé, rất là dẻo. Và toàn bộ ván mặt là dày đậu 2 phân. Và toàn bộ thông tin chi tiết về sản phẩm nếu khách hàng nào quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu hoặc là muốn tham khảo đặt mua thì có thể liên hệ trực tiếp với cơ sở tôi theo hai số điện thoại đó là 0968 82 từ quý 0 và 0868 82 từ 0. Và địa chỉ cơ sở thì ngụ tại chợ thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và đây là bộ sản phẩm bộ Minh Quốc Voi hàng cột 12 chân 14. Đó, trương là của bộ 14, vách tựa lưng là liền tấm quý vị nhá. Vách tựa lưng là liền tấm dày là 5 phân. Đó. Và được cơ sở của tôi là hoàn thiện rất là kỹ trên nền sơn O7 và phủ sơn màu trần, giữ nguyên màu vân gỗ tự nhiên. Và để kê một bộ sản phẩm Minh Quốc Voi hàng cột 12 chân 14 thì khách hàng lưu ý nó rơi vào tầm từ 8 cho đến 10 mét vuông quý vị nhé. Đó, mất 8 đến 10 mét vuông. Và cái bộ sản phẩm này thì nó rất là đẹp và rất là khỏe và rất là trường, hàng cột 12 chân 14. Nó đoạn là dài 2m17, ghế đơn là dài là 97, sâu là 75. Và bàn lớn là 81 x 1m55 và hai chiếc đôn. Một đôn là 45 x 55 và một đôn ngồi là 45 x 45. Đó, hàng đục tay kỹ, hoàn thiện. Sơn bêu màu trần, giữ nguyên màu vân gỗ tự nhiên trên nền sơn O7. Và sản phẩm này có giá là 70 triệu đồng. Và ngay sau đây thì cơ sở của tôi cũng xin phép là đóng máy quay tại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.